Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, vị giám mục ở Việt Nam làm giám mục mà không hề được cầm gậy mục tử, đội mũ mitra và đeo nhẫn giám mục. Ngài là vị giám mục người Việt Nam có những điều thật đặc biệt. Lễ tấn phong giám mục không ai biết, ngài không hề đội mũ mitra, không đeo nhẫn giám mục hay mặc phẩm phục giám mục công khai, chưa bao giờ được ai gọi là đức cha. Ngài là vị giám mục thầm lặng, nhưng trước mặt Thiên Chúa, ngài vẫn là đấng kế vị các tông đồ. Ngày 7 tháng 5 năm 1975, Đức Giám mục Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, lúc bấy giờ là Giám mục chính tòa giáo phận Bắc Ninh, đã quyết định phong chức Giám mục phụ tá cho ngài. Ngày 28 tháng 1 năm 1992, ngài được Chúa gọi về và được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Đại Lãm, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Hiện nay, phần mộ của ngài tọa lạc tại Nghĩa trang Giáo xứ Đại Lãm. Và 15 năm sau, tức năm 2007, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt làm giám quản tông tòa giáo phận Bắc Ninh đã tuyên bố công khai về ngài tại nhà thờ chính tòa giáo phận Bắc Ninh cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa được biết. Và giáo dân giáo phận Bắc Ninh kinh ngạc vì một vị giám mục sống giữa họ bao nhiêu năm trời mà họ không hề biết. Đó là Đức Cha Đa Minh Đinh Huy Quảng, giám mục phụ tá thầm lặng của giáo phận Bắc Ninh, buộc phải lặng lẽ rời tòa giám mục 2 tháng. Sau ngày được tấn phong, giáo dân không hề hay biết ngài là giám mục. Nói tới Đức Cha Quảng thì ít ai biết bởi ngài là vị giám mục thầm lặng, nhưng nói tới cha chính Quảng thì ai ai cũng biết. Bà con giáo dân đã quá quen thuộc với hình ảnh một linh mục hiền từ, nhân hậu, luôn hết mình với đoàn chiên. Ở nơi ngài toát lên vẻ đẹp linh thánh của một tâm hồn nghệ sĩ. Giáo dân Đại Lãm vẫn thường xuyên nhắc nhớ tới hình ảnh người cha hiền hòa, nhân hậu, cứ chiều chiều lại bách bộ tới thăm các gia đình trong làng. Ngài tới để an ủi, động viên các gia đình khó khăn, những người neo đơn, già cả, ốm đau, hãy luôn vững tin vào Chúa. Hơn thế nữa, Đức Cha Đa Minh còn ra sức xây dựng Đại Lãm thành mái nhà yêu thương, hợp nhất. Ngài kêu mời mọi người tiết kiệm triệt để, đặc biệt là tiết kiệm trong các công việc ma chay, cưới xin, thực hiện nếp sống văn minh. Từng lời nói, việc làm của Ngài dần dần thấm nhập, lan tỏa và góp phần làm cho mảnh đất và con người Đại Lãm trở nên xanh tươi trong ánh nắng tin mừng. Thiên Chúa Quan Phỏng đã đưa Đức Cha Đa Minh vào những hoàn cảnh éo le, thử thách đến cùng cực. Vừa lãnh nhận thánh chức linh mục xong thì bị bắt bớ tù tội. Vừa ra tù đã phải vất vả lo toan công việc của giáo phận, vừa được tấn phong giám mục xong thì bị quản chế và chưa từng một lần được đội mũ đỏ dâng lễ. Nhưng Đức Cha Đa Minh đã nhận ra thành ý Chúa và hết lòng vâng phục sống trọn vẹn theo chương trình mà Chúa đã định sẵn. Cuộc đời Ngài là một bằng chứng sống động bảo đảm cho đức tin Kitô giáo và là bản tình ca bất hủ trên giáo phận miền quan họ. Suốt một đời dâng hiến, Đức Cha Đa Minh Đinh Huy Quảng đã sống một cuộc đời đạm bạc, khó nghèo với bản thân, nhưng lại quảng đại rộng rãi với người khác. Ngài đã coi sóc nhiều giáo xứ khác nhau trong sứ mạng cộng tác với các giám mục coi sóc giáo phận. Người ta thấy nơi Đức Cha Đa Minh một tầm nhìn xa, trông rộng, một sự hiểu biết uyên thâm, một trái tim nhân hậu yêu thương. Trong những tháng năm khó khăn, thiếu thốn nhân sự, Cha Đa Minh tất bật, lo toan, gánh vác nhiều công việc chung của giáo phận. Tuy thế, Ngài vẫn dành thời gian quan tâm đến từng người, từng hoàn cảnh, nhất là những người phục vụ trong nhà Chúa và những người có ý hướng dâng mình cho Chúa. Ngài hết mực lo toan, chăm sóc, động viên, khích lệ các chúng sinh, tích cực học tập, trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân để sau này trở thành những linh mục như lòng Chúa mong ước. Mỗi khi có dịp, Cha Quảng lại gặp gỡ và chia sẻ với anh em trẻ về con đường tận hiến phục vụ. Ngài không dùng những văn từ khô khan cứng nhắc, mà thay vào đó là những câu chuyện chân thực được rút ra từ cuộc đời, những kinh nghiệm thực tế của một người cha nhân hậu, một người anh mẫu mực đã giúp các linh mục lớp kế cận luôn kiên trung, quảng đại hy sinh, dấn thân phục vụ trong mọi hoàn cảnh, dù công khai hay âm thầm, tù đày hay tự do. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho những vị mục tử đã ra đi, cũng như những vị mục tử của giáo hội đang ngày đêm canh giữ kho tàng đức tin của giáo hội và chăm sóc đoàn chiên của Chúa.
chúng ta cùng cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho giáo hội chúng ta những hoa thơm quả ngọt đầu mùa là các vị mục tử đạo đức, tốt lành, thánh thiện giữa trần gian. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.